là Core i9-12900K như vùng này sẽ là tâm điểm trong bộ PC Black RGB siêu chất cho anh em đúng không ạ? CPU Core i9-12900K 16x24 luồng, VGA RTX 3060 Gaming OC 3 fan, mainboard Asus RAM Z690P Wi-Fi D4, tản nhiệt Temurai Frozen Horizon 360 Black ARGB, 32GB bus 3200, 500GB SSD NVMe Zen 4, nguồn Cooler Master V1080 Plus Go. Liên hệ Hoàng Hà PC ngày hôm nay để được tư vấn nhé.